Tăng tăng, cả nhà ơi, món ngon mỗi ngày. Hôm nay bé Thủy sẽ đăng bánh mì siêu to siêu khổng lồ. Cả nhà ơi, chả nè, trứng chiên nè, dưa leo nè. Mình chưa có cái trang đồ ăn vô ngay cả nhà, tại mình trang vô và mình đem đi ra với mình với ông xã ăn á là sẽ nó không có ngon, nên mình phải dở thêm nước nước, nước mắm ngọt đây để mình ra là lúc nào ăn là mình sẽ chan vô đó cho nó bảo quản được lao đó. Hôm nay ớn cơm ngang cả nhà, thèm bánh mì siêu to siêu khổng lồ, chỗ chả quế cực kỳ ngon đó. Có chả ớt xiêm xanh nữa đó cả nhà, nhưng mà bây giờ nó đầy rồi, mình không bỏ chả ớt xiêm xanh nữa. Trời ơi cả nhà ơi, nhìn ổ bánh mì kìa, trời ơi, chảy nước miếng chảy nước miếng. Hôm nay hai vợ chồng mình ớn cơm, thèm bánh mì. Mời cả nhà ăn bánh mì siêu to, siêu khổng lồ với mình nha. Ok.